quan trọng là mình giữ vệ sinh da với lại mình chăm sóc đúng cách, mình sử dụng sản phẩm phù hợp. Dạ. Ok thôi, chứ đâu còn gì phải ghi gớm. Đang mụn mà con dưỡng là nó lên mụn nhiều hơn. Muốn cục nào lấy nó vàng ươm luôn. Đáng chịu khó xíu nha, ngủ không nè. Cố gắng xíu, lấy hết cái mũ rồi nè. Da con nó mỏng dính rồi bé. Con đâu có sức hút rượu hay là kem trộn gì dính vô đó đâu không? Đúng rồi. Nghe lời sức tầm bậy hư da, da con cơ địa nó đã mỏng rồi hiểu không? Dạ. Chắc gì cũng phải lựa chọn cho nó cẩn thận, không hư rồi là không sửa được nữa. Viêm cho đây ngủ không à? Chịu được không bé Gia Linh? Em không chịu được. Vậy con giỏi đó, cố gắng một chút nha. Cái gì vậy?
mụn mọc trên tóc luôn nè, viêm chân tóc luôn nè.